Thưa quý vị, theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, hoạt động sản xuất công nghiệp của thành phố đã hồi phục hơn 91% so với trước đây. Ngành công nghiệp thành phố trong 2 tháng đầu năm 2022 có nhiều khả quan. Các doanh nghiệp đã nâng dần công suất và một số mặt hàng chủ lực có mức tăng cao. Thành phố Cần Thơ hy vọng với nhịp độ hoạt động như hiện giờ thì trong năm nay ngành công nghiệp sẽ lấy lại mức tăng trưởng như trước đây. Dù năm qua dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, số lao động là F0 khá nhiều, nhưng công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ đã bình tĩnh xử lý để duy trì sản xuất. Kết quả, đơn vị vẫn sản xuất gần 22 tỷ trang in, đạt gần 83% kế hoạch năm. Doanh thu đạt gần 359 tỷ, nộp thuế hơn 19 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch năm. Năm 2022, khôi phục lại sản xuất kinh doanh, công ty đặt mục tiêu đạt 27 tỷ trang in, lợi nhuận trước thuế sẽ là 28 tỷ 500 triệu đồng và nâng thu nhập bình quân cho lao động lên 13 triệu đồng một người một tháng. Nói chung năm 2021 cũng là rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta sẽ vượt qua được và công ty in Cần Thơ sẽ tiếp tục khẳng định được cái điều kiện thuận lợi trong cái khó. Và năm 2022 chúng tôi sẽ mạnh dạn sẽ đặt kế hoạch 375 tỷ so với 358 tỷ đã qua. Và xu hướng sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng và tăng cường cái năng lực sản xuất lên để đảm bảo cái công ăn việc làm và thu nhập doanh nghiệp và khắc phục mọi khó khăn. Cũng gặp không ít khó khăn trong năm trước, nhưng năm nay công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây Westfood vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số hơn 30%. Theo đó, doanh thu sẽ trên 400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 22 tỷ đồng. Để làm được điều đó, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh tự động hóa trong sản xuất, kết nối mạnh mẽ với các đối tác nước ngoài thân quen để xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện tại, tình hình thiếu hụt lao động đã được giải quyết. Trên 600 công nhân đã trở lại làm việc, đạt 99% so với lúc ngừng sản xuất do dịch bệnh. Và hiện nay thì cơ bản doanh nghiệp em đã hoạt động ổn định trở lại, đạt ở cái ngưỡng mà như bình thường trước dịch. Tuy nhiên ấy là cái chi phí vận chuyển và cái cạnh tranh ở trên trường quốc tế ép giá xuống ấy, thì là một phần khó khăn cho doanh nghiệp. Nhưng mà cái mục tiêu chung đã đạt ra rồi, thì bằng mọi cách bọn em tối ưu hóa sản xuất, rồi mở rộng vùng nguyên liệu, tự chủ về nguyên liệu, thì mình sẽ làm chủ được cái chuỗi cung ứng của mình. Từ đó ấy, thì mình sẽ tạo ra cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, tổng số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Cần Thơ đã hoạt động trở lại là 1.089 trong số 1.195. Tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 71.675 người, tương đương gần 91%. Phần lớn các doanh nghiệp đã nối lại chuỗi sản xuất, chú trọng kiểm soát dịch bệnh, năng suất tăng dần. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ. Điển hình như giày dép có đế hoặc mũ bằng da tăng 44%, sắt thép tăng hơn 44%. Bộ bánh răng tăng 40%, thức ăn cho gia súc tăng gần 66%, thuốc lá tăng gần 32%. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của tháng 2 tăng hơn 11% so với tháng trước và tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 36%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng gần 11%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải tăng gần 14% so với cùng kỳ. Trong năm 2022 thì phải là thích ứng với Covid, an toàn Covid trong sản xuất. Thứ nhất là đảm bảo được sức khỏe cho người lao động. Có sức khỏe thì chúng ta mới làm việc tốt. Thứ hai á, thì lo được đời sống của người lao động để họ, các chị công nhân á, yên tâm trong sản xuất. Thì chúng ta thực hiện cái chỉ đạo của thành ủy, rồi hội đồng dân, ủy ban dân thành phố để thực hiện tốt cái hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2022, thì kêu gọi toàn thể các cái doanh nghiệp phải phát huy những cái kết quả tích cực đạt được và những cái kết quả xương máu trong cái công tác phòng chống dịch của năm 2021. Chúng ta nỗ lực quyết tâm để có những cái giải pháp hiệu quả và phát huy cái thi đua để làm sao đó thực hiện tốt nhất, phải có kế hoạch từng tháng, là từng quý, từng năm để chúng ta thực hiện và soi chiếu với tiến độ để chúng ta có cái điều chỉnh hợp lý. Qua đợt kiểm tra gần đây nhất của ngành công thương cho thấy dịch bệnh COVID-19 đã được các doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn. Các công ty tự tin nối lại sản xuất kinh doanh nhưng có điều kiện. Tuy buộc phải tăng chi phí vận chuyển, chi phí logistics, phát sinh thêm phí phòng chống dịch bệnh,
nhưng đa phần các đơn vị vẫn quyết tâm tăng giá trị sản xuất chế biến và xuất khẩu lên gấp 3-4 lần để bù đắp lại thiệt hại của năm trước. Bên cạnh đó, các công nhân cũng thể hiện sự đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm hoàn thành sớm các đơn hàng của năm.